Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, được phục vụ quý vị là niềm hân hạnh của chúng tôi. Với mong muốn sẽ là một kênh tin tức cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày, chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày. F2 trốn cách ly, đi bộ 100 km từ Bắc Giang về Quảng Ninh. Kính thưa quý vị, bà Nguyễn Như Trang, Bí thư Đảng ủy phường Dính Đáy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng thành phố Hạ Long đã đưa Thân Văn Dũng, sinh năm 1991, trú tại khu 5, phường Dính Đáy đi cách ly tập trung do thuộc diện F2 nhưng trốn cách ly, đi bộ 100 km từ Bắc Giang về nhà. Cụ thể, anh Dũng đi làm tại tỉnh Bắc Giang từ nhiều năm nay. Do anh Dũng tiếp xúc với F1 nên từ 31 tháng 5 đến 22 tháng 6, anh phải cách ly tại nhà. Tuy nhiên, ngày 2 tháng 6, anh Dũng đã đi từ xã Thăng Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang đi bộ theo đường tàu về Quảng Ninh. Lúc 13 giờ 30 phút ngày 7 tháng 6, nam thanh niên này đã đến ga Hạ Long. Khi về đến nhà, vì thuộc diện F2 nên gia đình không cho Dũng vào nhà và yêu cầu đến cơ sở y tế của phường Dính Đáy khai báo y tế. Quá trình điều tra truy vết, anh Dũng cho biết khi đi bộ đến ga Voi Sô, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn để hỏi đường về Quảng Ninh, anh tiếp xúc với 3 người trong ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Hòa Thắng. Những người này đều mặc đồ bảo hộ. Ngoài ra, anh không tiếp xúc với ai khác trên suốt quãng đường 130 km từ Bắc Giang về Quảng Ninh. Lực lượng chức năng thành phố Hạ Long đã lấy mẫu xét nghiệm cho anh Dũng và có kết quả xét nghiệm âm tính với dịch bệnh. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và cho cộng đồng, sáng ngày 8 tháng 6, anh Dũng được đưa đi cách ly tập trung 21 ngày. Việt Nam sắp chạm kịch bản 10.000 ca bệnh, điều chỉnh ưu tiên chiến lược. Kính thưa quý vị, Việt Nam đã vượt mốc 9.000 ca bệnh, tổng cộng 7.573 ca ghi nhận trong nước và 1.585 ca nhập cảnh, tính đến 18 giờ ngày 8 tháng 6, sắp sửa chạm kịch bản 10.000 ca bệnh mà Bộ Y tế xây dựng, chuẩn bị tới kịch bản cao hơn 30.000 ca. Trong tình hình này, tuy những nền tảng chống dịch về phát hiện sớm, truy vết nhanh, cách ly triệt để, điều trị hiệu quả chưa thay đổi về bản chất, nhưng đã có điều chỉnh đáng kể ở nhiều thành tố. Đặc biệt, ở thời điểm này, song song với phòng thủ, Việt Nam chuyển sang tấn công dịch bằng mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021 với chiến lược vaccine. Có thể nói, hầu hết các nền tảng cơ bản của chiến lược chống dịch kiểu Việt Nam hình thành trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020, tức là kết thúc đợt dịch lần thứ nhất. Đó là phát hiện, truy vết, cách ly, khoanh vùng, điều trị. Giai đoạn này cũng đã là giai đoạn Việt Nam thử nhiều cấp độ chống dịch khác nhau. Trong đó đỉnh điểm là cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, thực hiện trong vòng 15 ngày, tại thời điểm Việt Nam mới có tổng cộng 204 ca bệnh, chưa có ca tử vong. Hiện nay nhìn lại, biện pháp đó có vẻ hơi cực đoan, nhưng cũng là một phép thử để có kinh nghiệm cho các giai đoạn tiếp theo. Ghi nhận bệnh nhân đầu tiên ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến 7 tháng sau và ngày 20 tháng 8 năm 2020, Việt Nam mới ghi nhận ca bệnh thứ 1.000 là chuyên gia người Philippines nhập cảnh và được ghi nhận tại Khánh Hòa. Tại thời điểm này, Việt Nam đã trải qua đợt dịch thứ hai với tâm dịch tại Đà Nẵng và ca bệnh chỉ điểm không xác định được nguồn lây. Khi đó, Đà Nẵng đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên phạm vi toàn quốc, áp dụng từ 28 tháng 7 đến 5 tháng 9 năm 2020 mới nới lỏng giãn cách. Việc giãn cách trong bối cảnh Đà Nẵng mất dấu F0 được xác định là đúng đắn, minh chứng ở việc thông qua xét nghiệm sàng lọc 15.000 mẫu tại Đà Nẵng ở thời điểm dịch bệnh đã được kiểm soát, lực lượng y tế đã phát hiện 57 trường hợp mắc dịch bệnh đã khỏi bệnh, tức là nguồn lây từ 57 trường hợp này đã bị cắt đứt khi thực hiện giãn cách. Cũng tại thời điểm 1.000 ca bệnh, có 83.644 người đang được cách ly, trong đó cách ly tập trung là 22.181 người. Có 25 ca tử vong và 542 ca đã khỏi bệnh. Bệnh nhân thứ 2.000 của Việt Nam được ghi nhận vào ngày 7 tháng 2 năm 2021, tức là sau 5 tháng 18 ngày mới ghi nhận thêm 1.000 bệnh nhân. Thời điểm này, Việt Nam đang vào đợt dịch thứ 3 với tâm dịch ở Hải Dương, dịch đã tấn công vào khu công nghiệp. Thời điểm đó, có 83.104 trường hợp đang được cách ly với 24.875 trường hợp được cách ly tập trung, số ca tử vong 35 ca, số ca điều trị khỏi 1.472 ca. Giai đoạn này, Hải Dương cũng áp dụng cách ly theo chỉ thị 16, nhưng với quy mô hẹp hơn so với Đà Nẵng. Chỉ ở những địa phương nóng nhất về dịch, như tại thành phố Hồ Chí Minh, một số xã, phường của huyện Kinh Môn có thể thấy qua 3 đợt dịch, với kinh nghiệm tốt hơn, hiểu biết về dịch nhiều hơn, các biện pháp chống dịch được áp dụng bớt cực đoan hơn. Bệnh nhân thứ 3.000 của Việt Nam được ghi nhận vào các ngày 5 tháng 5 vừa qua, tức là sau chưa tròn 3 tháng đã ghi nhận thêm 1.000 bệnh nhân mới. Tại thời điểm này, Việt Nam đang ở đợt dịch thứ 4 với tâm dịch là Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội, đã điều trị khỏi 2.560 bệnh nhân và có 35 bệnh nhân tử vong. Tiếp đó, chỉ trong 1 tháng 3 ngày, Việt Nam đã ghi nhận thêm 6.000 bệnh nhân khác để chính thức vượt con số 9.000 bệnh nhân vào ngày 8 tháng 6. Chuẩn bị chạm mốc kịch bản 10.000 bệnh nhân được Bộ Y tế xây dựng. Thời điểm có thêm 1.000 bệnh nhân đã rút ngắn xuống còn 11 ngày.
lên đến 4.000 ca bệnh vào ngày 16 tháng 5, 6 ngày 6.000 ca bệnh vào ngày 22 tháng 5, thậm chí 4 ngày 7.000 ca bệnh vào ngày 26 tháng 5, 8.000 ca bệnh vào ngày 30 tháng 5. Quy mô dịch bệnh cũng mở rộng ra nhiều tỉnh hơn, nhiều ca bệnh trong cộng đồng không xác định được nguồn lây. Chính phủ đã phải yêu cầu Bộ Y tế xây dựng kịch bản cho 30.000 ca bệnh thay vì kịch bản 10.000. Đợt dịch thứ tư này đánh dấu nhiều thay đổi đáng kể trong biện pháp chống dịch ở Việt Nam, thiên về tấn công với việc dồn sức cho mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021 bằng mua vaccine song song với phòng ngự, dập dịch. Với sự xuất hiện của virus biến chủng, quy mô và tốc độ gia tăng của dịch bệnh khác hẳn với ba đợt dịch trước, Việt Nam đã có những điều chỉnh đáng kể các quy định về khoanh vùng, cách ly, tức là 2/4 thành tố chính của chiến lược chống dịch Made in Vietnam. Tại đợt dịch này, Việt Nam khoanh vùng nhỏ hơn ở quy mô một ngõ phố, một tầng chung cư thay vì cả tòa nhà. Linh hoạt hơn, không ra quyết định cách ly 14 ngày hay 21 ngày mà ra quyết định cách ly phong tỏa cho đến khi có yêu cầu mới, tức là bất cứ khi nào các nhà chuyên môn cảm thấy đủ an toàn. Giãn cách xã hội cũng ở quy mô nhỏ hơn, cấp độ từng thôn, từng xã rồi mới đến huyện. Thậm chí, Hà Nội còn sáng kiến cách ly 3 vòng, lõi trong cùng là cách ly theo chỉ thị 16, lớp giữa là chỉ thị 15 và lớp ngoài là chỉ thị 19. Bản thân các địa phương cũng cho các quy định riêng về giãn cách, đóng cửa một số hàng hóa dịch vụ không thiết yếu như Hà Nội đang áp dụng các biện pháp không tương đồng với chỉ thị nào của Thủ tướng. Có phần ở giữa chỉ thị 19 và chỉ thị 15, tức là biện pháp bớt đồng phục hơn. Ở giai đoạn này, chiến lược cách ly của Việt Nam có những thay đổi đáng kể nhất sau khi phát hiện ra các lỗ hổng trong cách ly. Do đó, thời gian cách ly tập trung đã được tăng lên 21 ngày thay vì 14 ngày, sau đó phải giám sát tại nhà tăng thêm 7 ngày. Số lần lấy mẫu cách ly tập trung cũng tăng lên 3, thậm chí 6 lần như Hà Nội. Việt Nam đang tính tới cách ly F1 tại nhà trên cơ sở phân loại nguy cơ bởi sự quá tải của các khu cách ly tập trung đang khiến ý nghĩa của việc cách ly bị đảo lộn. Nguy cơ F1 thành F0 tại các khu vực cách ly đang tăng lên quá cao. Ngay từ đầu dịch, Việt Nam cũng thúc đẩy việc có vaccine sớm bằng cả tìm mua, nghiên cứu sản xuất trong nước cùng với chống dịch. Chỉ có mỗi thời điểm có ưu tiên khác nhau. Và với việc xác lập ưu tiên vaccine, hy vọng giai đoạn cầm cự sẽ không kéo dài làm kiệt quệ các lực lượng y tế. Bắc Giang lợi dụng dịch bệnh, thanh niên xin giấy thông hành, chở nước vào ổ dịch bán kiếm lời. Kính thưa quý vị, lợi dụng chính sách ưu tiên cho những xe tình nguyện chở hàng thiết yếu vào khu vực cách ly, nên đã xin giấy thông hành cho xe cá nhân chở nước loại bình 20 lít mang vào bán cho hộ gia đình. Chủ tịch UBND xã Quang Châu đã trình UBND huyện Việt Yên, Bắc Giang ký quyết định xử phạt hành chính số tiền 35 triệu đồng đối với một cá nhân về hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế. Cá nhân bị đề nghị xử phạt là anh Dương Quang Tê, sinh năm 1985, trú tại Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, đưa người và phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng dịch được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch. Trước đó, ngày 5 tháng 6, Công an xã Quang Châu nhận được tin báo của nhân viên về việc có một xe ô tô chở theo nhiều thùng nước và bán cho người dân tại khu vực thôn Tam Tầng, xã Quang Châu. Tiến hành xác minh, cơ quan công an phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 99C11763 do anh Dương Quang Tê là lái xe kiêm chủ xe đang bán nước trái phép cho người dân trong vòng dịch. Quá trình làm việc, anh Tê khai nhận lợi dụng chính sách ưu tiên cho những xe tình nguyện chở hàng thiết yếu cho người dân trong khu vực cách ly. Anh này đã xin giấy thông hành cho xe cá nhân dưới danh nghĩa xe tình nguyện nhưng thực chất là chở nước loại bình 20 lít mang vào bán cho các hộ gia đình. Căn cứ vào hành vi vi phạm, Công an xã Quang Châu đã kiến nghị Ủy ban nhân dân xã Quang Châu trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên đã quyết định xử phạt hành chính đối với anh Tê. Biện pháp chưa từng có tiền lệ trong chiến dịch chống dịch bệnh. Kính thưa quý vị, từ khi làn sóng dịch bệnh thứ tư bùng phát, 40 ngày đã trôi qua, trong những khác biệt của đợt dịch, nước ta đã áp dụng những biện pháp phòng dịch chưa từng có. Ngày 29 tháng 4, dịch bệnh bùng phát tại Hà Nam. Chỉ sau 40 ngày, Việt Nam đối mặt với ca mắc dịch cao nhất từ trước đến nay, 5.832 bệnh nhân. Tính đến tối ngày 7 tháng 6, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, như đã dự báo trước đó, đợt dịch thứ tư diễn biến rất phức tạp, khó kiểm soát. Dịch bệnh đã lan ra 39 tỉnh, thành phố. Dịch bệnh phức tạp vì có 4 điểm khác biệt so với những giai đoạn trước, đó là thách thức từ đa ổ dịch, đa nguồn lây. Hai thành trì y tế đã bị chọc thủng sự xuất hiện của biến chủng mới B1617 từ Ấn Độ. Nhiều người trẻ tuổi không mắc bệnh nền nhưng diễn biến nặng rất nhanh. Trên những khác biệt và số ca mắc dịch bệnh vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt ở 4 thành phố lớn như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ, Bộ Y tế đã quyết định dập dịch ở mức độ cao nhất. Nhiều biện pháp lần đầu tiên được áp dụng chính thức và thí điểm ở nhiều địa phương. Đột phá chiến lược phòng dịch bằng vaccine. Với phương châm chống dịch ngày càng mạnh mẽ, quyết liệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng vaccine là chìa khóa để vượt qua dịch bệnh và nhiều lần quán triệt, huy động mọi nguồn lực để mua vaccine. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá, trọng tâm rõ ràng phải là vaccine, tiêm chủng để tạo miễn dịch cộng đồng, không thể cứ truy vết, khoanh vùng mãi được. Hơn 1,5 năm vừa qua cứ liên tục như vậy, nhưng đến bây giờ thì không thể kéo dài vô tận, ông nói.
Từ kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, ông Dũng cho rằng tiêm chủng sẽ tạo nên sự khác biệt, là đột phá chiến lược trong phòng chống dịch. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng nhận định, chỉ có vaccine mới đưa cuộc sống trở lại bình thường. Do đó, chính phủ và Bộ Y tế tích cực tiếp cận nhiều nguồn cung ứng, đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho vaccine. Trên thực tế, chiến lược phòng chống dịch bệnh xuyên suốt của Việt Nam là 5K cộng vaccine. Trong làn sóng dịch bệnh thứ tư, chiến lược này ngày càng thực hiện quyết liệt, thần tốc. Tính đến 16 giờ ngày 7 tháng 6, 1.340.098 liều vaccine đã được tiêm cho người dân thuộc nhóm ưu tiên. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 38.166. Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam phê chuẩn thành lập quỹ vaccine dịch bệnh. Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý Quỹ vaccine dịch bệnh, đến chiều ngày 7 tháng 6, số tiền huy động vào quỹ đã đạt được 6.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Việt Nam đã chủ động đề xuất chuyển giao công nghệ vaccine. Theo kế hoạch, từ tháng 7, công ty trách nhiệm hữu hạn và Biotech sẽ gia công đóng ống 5 triệu tiền vaccine Sputnik V Nga mỗi tháng tại Việt Nam. Trong nước, vaccine dịch bệnh Nanocovax của Việt Nam sắp vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Học viện Quân y dự định tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine phòng dịch bệnh Nanocovax trong tháng 6 với 13 tình nguyện viên. Khi thử nghiệm giai đoạn 2, vaccine Nanocovax đã chứng minh được tính an toàn và cơ bản được đánh giá tốt. Kết quả cho thấy hiệu quả kháng sinh thể của vaccine tốt nhất đạt khoảng trên 90%. Hiện còn phải đánh giá chỉ tiêu vàng là trung hòa virus sống. Có thể nói, với trọng tâm là vaccine dịch bệnh, Việt Nam đang nỗ lực mọi cách, tận dụng mọi nguồn để có vaccine trong thời gian sớm nhất, số liệu nhiều nhất. Trước những phức tạp của ổ dịch trong khu công nghiệp thuộc Bắc Ninh, Bắc Giang, từ cuối tháng 5, Bộ Y tế đã thống nhất thí điểm cho phép F1 có nguy cơ thấp cách ly tại nhà ở hai địa phương này. Đây là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng biện pháp cách ly số F1 bắt buộc phải cách ly ở Bắc Ninh, Bắc Giang lên tới hơn 50.000 người. Nhiều khu cách ly tập trung không đủ chỗ. Cách ly F1 có nguy cơ thấp tại nhà chỉ thí điểm ở Bắc Giang và Bắc Ninh, không phải trên quy mô cả nước và không phải tất cả F1. Để làm được điều đó, F1 cần được phân loại rất kỹ. Những người tiếp xúc rất cần và những người có nguy cơ cao vẫn phải cách ly tập trung. Người tiếp xúc ở khoảng cách xa trên 2 mét có thể cách ly tại nhà. F1 được cách ly tại nhà phải đảm bảo các yếu tố như có phòng riêng, thoáng và điều kiện vệ sinh tương đối riêng biệt. Những thành viên khác trong gia đình không tiếp xúc gần F1, mọi sinh hoạt của những người này thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Người cách ly tại nhà phải ký cam kết thực hiện biện pháp cách ly như ở điểm tập trung. Thời gian đủ 21 ngày, nếu vi phạm khi cách ly tại nhà, F1 sẽ bị xử lý nghiêm. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tiên, chúng ta sẽ làm thí điểm, sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng biện pháp này. Người dân tại Bắc Ninh, Bắc Giang tự lấy mẫu xét nghiệm. Ngay từ đầu tháng 6, những người thuộc diện nguy cơ ở Bắc Ninh, Bắc Giang thay vì được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm có thể tự lấy, sau đó gửi mẫu tới cơ quan chức năng để thực hiện xét nghiệm dịch bệnh. Biện pháp chưa từng có này được đưa ra do số lượng người cần xét nghiệm lớn khiến nhân viên lấy mẫu quá tải. Bên cạnh xét nghiệm RT-PCR, Bộ Y tế cũng khuyến nghị hai địa phương này mở rộng xét nghiệm kháng thể, xét nghiệm nhanh kháng nguyên, gồm mẫu 10 thay vì 5 như trước. Mục đích là đẩy mạnh xét nghiệm, nhanh chóng khống chế dịch. Biện pháp mới nằm trong sự thay đổi của Bộ Y tế về chiến lược xét nghiệm, khuyến khích xét nghiệm tầm soát trên diện rộng. Bộ cũng đã cấp phép thêm cho sinh phẩm kháng nguyên nhanh, test nhanh bên cạnh xét nghiệm RT-PCR trước đó. Nhằm quản lý nghiêm những trường hợp cách ly tập trung, Việt Nam sẽ thử nghiệm vòng đeo tay chuyên dụng quản lý từ xa cho các F1. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam sử dụng sản phẩm này để theo dõi, giám sát người cách ly. Những trường hợp cố tình tháo vòng hoặc di chuyển bên ngoài phạm vi cách ly, nhân viên y tế sẽ được thông báo ngay lập tức và có những động thái kịp thời, nhanh chóng để kiểm soát, truy vết những người liên quan. Thiết bị có thể được sử dụng với người nhập cảnh, người cách ly tập trung, người cách ly tại nhà, cho phép theo dõi vị trí của người cần cách ly dịch bệnh. Quản lý từ xa các F1, F2 cách ly tại nhà sẽ giúp giảm tải khối lượng công việc cho không ít cán bộ phòng chống dịch. Đây là quy định được ban hành dựa trên chỉ thị 15, 16 và 19 của Thủ tướng Chính phủ. Điểm mới của quy định này là bản đồ chống dịch được hình thành dựa trên các dữ liệu bắt buộc phải cập nhật từ cấp xã trở lên và dữ liệu được tập hợp từ các nguồn có sẵn. 4 mức độ nguy cơ được thể hiện tới cấp xã trên bản đồ chống dịch tương ứng với các màu sắc: nguy cơ rất cao, màu đỏ; nguy cơ cao, màu cam; nguy cơ, màu vàng; bình thường mới, màu xanh. Đặc biệt, địa phương có quyền bổ sung, áp dụng các biện pháp có thể có mức độ cao hơn, cần thiết tùy theo tình hình dịch bệnh, đặc thù phát triển kinh tế tại địa phương. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh có một bộ phận chuyên gia đánh giá an toàn cùng giúp sức để đưa ra đánh giá chính xác hơn và dữ liệu được đưa lên bản đồ dịch bệnh, cập nhật trên trang nguycơ.antoancovid.vn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cấp cao, Trung tâm đáp ứng các sự kiện y tế công cộng, mục tiêu khi xây dựng quy định này là phải rất dễ hiểu để bất kỳ ai nhìn vào, từ cấp lãnh đạo cao nhất của chính phủ đến chủ tịch xã hoặc người dân đều có thể biết được. Đặc biệt, dựa trên các tiêu chí cụ thể, trong một tỉnh, mỗi huyện, mỗi xã lại có những vùng nguy cơ khác nhau. Ngoài năm biện pháp trên, Việt Nam cũng đã có cuộc ra quân lớn nhất từ trước đến nay nhằm truy vết, tầm soát, dập dịch bởi số F1 người phải lấy mẫu xét nghiệm lên tới hàng trăm nghìn. Để đi trước, chặn đứng con đường lây lan dịch bệnh, lực lượng y tế đã đến các điểm nóng đồng loạt ra quân.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 700 nhân viên y tế ở 30 đơn vị hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm. Chưa lúc nào ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh điều động lượng lớn nhân viên y tế, cả khối điều trị và dự phòng tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh như vậy. Tuy nhiên, để những biện pháp quyết liệt này hiệu quả, tất cả người dân phải tuân thủ quy định phòng chống dịch và hợp tác với cơ quan chức năng.